Đây là hình ảnh từ một cái máy chiếu chỉ hơn 500 ngàn mà mình mới mua được hơn một tuần nay. Đó là Bokitter BKT-H1, một chiếc máy chiếu mini đã rất hot vào cái thời điểm cuối năm 2023. Nó đã được rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các sàn thương mại điện tử. Thì hôm nay mình đã có trên tay và sử dụng trải nghiệm hơn một tuần rồi. Cái máy chiếu này có thể tạo ra một cái màn hình rộng đến 100 inch ở khoảng cách từ 3 mét với độ phân giải là 720x1080. Theo trải nghiệm của mình thì cái máy chiếu này phù hợp để sử dụng trong phòng ngủ, nơi càng ít ánh sáng thì cái chất lượng hình ảnh nó càng nét. Có hai cái nhược điểm mà mình đã ghi nhận trên cái máy chiếu này. Một là dù nó có tích hợp một cái loa công suất 5W nhưng mà âm thanh nó nghe hơi chán. Để khắc phục thì mình đã dùng hai cái loa Bluetooth này. Đây là Remax RBM1, mình đã từng có video review rồi. Nó có khả năng ghép đôi để tạo âm thanh hai kênh đó. Mình đặt mỗi cái một góc tường nghe đã hơn rất là nhiều. Cái nhược điểm thứ hai là cái máy chiếu này nó không có sẵn hệ điều hành, nghĩa là nó chỉ là một cái máy chiếu đơn thuần thôi. Nên bình thường nếu mà muốn coi video thì chúng ta phải cần cắm dây HDMI vào điện thoại để chiếu màn hình lên coi. Tuy nhiên mình lại không thích dây nhỏ lằng nhằng bất tiện. Hơn nữa giá của mỗi sợi cáp HDMI nối điện thoại xịn bây giờ cũng phải vài trăm ngàn chứ không ít. Chính vậy mà ở đây mình sẽ dùng một cái Chromecast with Google TV 4K luôn. Về cơ bản thì cái Chromecast này nó cũng giống như một cái Android box như chúng ta gắn TV. Tuy nhiên nó là một cái sản phẩm của Google. Và cái hệ điều hành của nó sử dụng là Google TV nên được tối ưu hóa rất là tốt. Chúng ta chỉ cần cắm nó vào cổng HDMI của máy chiếu này hay một cái màn hình bất kỳ có cổng HDMI, sau đó cấp nguồn là nó sẽ trở thành một cái Google TV rất là xịn sò luôn. Nó có sẵn YouTube nè, Netflix nè, và nếu cần bạn có thể cài đặt thêm TikTok hay là trình duyệt để lướt web cũng được. Một điều đặc biệt là cái trải nghiệm nó cũng mượt mà, không có giật lag, thậm chí là mượt mà hơn cái TV Sony bên dưới phòng khách nhà mình luôn. Và cuối cùng, với tổng chi phí chưa đến 2 triệu thì mình đã có một cái màn hình giải trí trong phòng ngủ, có thể nghe nhạc, xem phim rất là ngon lành rồi ha.